đang đứng đầu nào. Bóng đô Bá Hải, An Thượng, mặc quần xanh, Mã Đại Xanh xin theo. Xin mời hàng đô vào giữa sới. Nghe trọng tài chính sân đây. Trước khi đấu, hàng đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Ông đô Lê Chiến, công đức vào khu di tích lịch sử nhân vật với số tiền 200.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn ông đô Lê Chiến. Ông đô Bá Hải, An Thượng đã thắng tuyệt.